走走走，对啊，爷爷，嗰只狼鬼呢？叫咩名嘿？làm gì vậy？ Kêu hết hồn. Hên không sao đó, nứt nhẹ một hình thôi. Đâu bảnh tỏn như vậy? Trời, cái đồ này bảnh tỏn gì khùng quá mày ơi. Đồ bình thường, tao đi bình thường thôi. Đồ chuyện. Bình thường mà đẹp vậy gọi hả? Đi công chuyện. Thôi mày sợ mày ơi, đừng nói dối tao. Đi coi phim với em Trầm phải không? Ờ ha. Mày nhắc tao mới nhớ. Lấy vé rồi luôn nè. Nè. Rồi, hai vé. Tao bận rồi. Mày cầm vé này đi dẫn em Trâm đi coi phim đi. Nha nha. Rồi, ngồi đi. Em Trâm sắp tới rồi, đợi nha. Rồi ra, trời ơi gì vậy? Ê mày kỳ cục vậy mày? Bây giờ mày tự nhiên bây giờ mày để hai cái vé xem phim này cho tao. Con mày để con người ta vậy hả? Tao mà bạn bè anh em không thì nó cũng biết mày, nó cũng biết tao. Mày đi với ai không được. Nhưng mà người ta hẹn hò mày. Anh Tú. Anh chuẩn bị xong rồi hả? Đi lẹ lên. Ủa, chào anh Quý. Hôm nay anh không đi chơi hả? Bây giờ em phải đi chơi với anh Tú rồi. Em sẽ đi xem phim. Đi vui nha hai người. Đuổi đầu mày. Đi anh đi. Đi xem phim. Bây giờ thật sự là anh không đi với em được. Anh có công chuyện. Bây giờ em cầm hai vé này. Anh mua rồi, em đi với Quý nha. Nha. Quý cũng như anh thôi mà. Bạn bè nhau thôi mà. Nhưng mà em đã chuẩn bị xong hết rồi mà. Người ta chuẩn bị xong hết rồi kìa, mày đi xem phim với người ta đi. Anh Tú, sao anh không đi với em vậy? Nhưng mà bây giờ anh có công việc đột xuất, anh không đi được. Không sao. Em đợi được, anh cứ đi công chuyện của anh đi. Em ngồi ở đây em đợi nè, em ngồi em chơi với anh Quý. Xong rồi khi nào anh về á thì mình xem suốt trễ hơn cũng được. Không sao, anh không lo đâu nha. Trời ơi, suốt trễ cái gì, bây giờ anh đi, anh không biết khi nào anh về nữa. Rồi em đợi tới bao giờ, rồi thằng Quý lỡ đi công chuyện của nó không, làm sao? Không, em đợi được, không sao đâu. Nè, bây giờ em ngồi ở đây nè, em ngồi đây em nói chuyện với anh Quý. Em đợi anh về, đâu có sao đâu. Thôi bây giờ thì em đi về đi, rồi bữa khác anh dẫn em đi xem phim. Không có đợi được. Em nói em đợi được mà, anh yên tâm đi. Đúng không anh Quý, em đợi được. Đợi không, được, không? Đợi anh làm gì vậy? Anh nói không đợi được. Dạ, vậy thôi. Xin lỗi anh. Anh về đi. Anh đã. Từ nào tới giờ Trâm có tình cảm với mày mà mày không xác định với người ta. Tao không thể nào chấp nhận cảnh này nữa. Thì sao? Trâm à, kể từ giờ trở đi á, anh chính thức theo đuổi em nha. Tự nhiên hôm bữa anh làm anh quỳ ở đây làm chi vậy? Ôi em không có biết gì hết á. Tại bữa anh bức xúc quá, anh thấy thái độ nó như vậy á, anh chịu không có nổi. Anh cố ý nói những lời đó với em để làm chi? Để anh thử lòng nó, coi nó có tình cảm với em hay không. Nhưng mà không biết anh có thiệt không ta? Có khi nào á anh tưởng á là anh thích em thiệt không? Anh đâu có thích em đâu đúng không anh? Bây giờ anh với em phải phối hợp mà anh nghĩ là nó sẽ có tình cảm với em mà. Dạ. Đừng có buồn nữa mà. Hả? Dạ. Anh chắc chắn á là nó sẽ... Anh Quý ơi, cái con mắt anh nó có... Đúng. Chào anh Tú. Về có bị gián đoạn hai người không? À, đâu bình thường mà, vẫn bình thường. Bình thường thì cái đó không bình thường lắm đâu. Ông nói với hai đứa mình lại rất là bình thường đó bạn. Ủa, Trâm em mới qua chơi hả? Dạ, chào anh em. Trâm qua đây chơi lâu rồi bạn. Bữa nay là sinh nhật của Trâm. Ở nhà mình mới quyết định là tổ chức sinh nhật của Trâm tại nhà của mình. Ở nhà mày cũng như nhà tao luôn đó. Thì đó, đây, anh có món quà này tặng cho em là Trâm. Thôi, để em vô em kiếm cái lọ để cắm vô cho đẹp nha. Hai người nói chuyện đi. Con gái nhà ai mà dễ thương dễ sợ luôn. Nhìn là muốn yêu liền. Mày làm gì mà không thấy có lỗi với tao hả? Không mất gì có lỗi với mày. Ngay từ đầu là em Trâm thích mày, nhưng mà mày chưa bao giờ mày xác định chuyện đó với em Trâm. Tao không thể nào đó đứng một chỗ đó nhìn cái cảnh tượng đó được. Sao? Trâm ơi, ơi Trâm. Trời đất ơi, em có sao không vậy hả? Anh có chuyện gì vậy hả? Cũng được. Ngồi trên đây có chuyện gì? Anh ơi, hồi nãy á em vô trỏng em tìm cái lọ để cắm hoa này vô, nhưng mà cái lọ này nó mờ quá, em mới nhướng mù lên cao, em mới lấy mấy cái lọ khác. Ai ngờ em nhướng dữ quá, đổ hết bể hết dàn chai lọ của nhà mấy anh rồi. Rồi em có sao không? Đồ đổ không sao hết mà, em có sao không? Dạ không, em không sao. Rồi nói tóm lại là cái lọ nó bị cũ đúng không? Dạ. Trời ơi, có gì đâu. Để anh á, anh có mấy cái bẹo, anh sẽ chỉ cho em cách làm sạch sáng bóng mấy cái lọ này
nó không bị ố mờ nữa. Dạ anh chỉ em liền đi. Chỉ liền. Bí quyết rửa đồ thủy tinh sáng bóng. Cách 1, để đồ thủy tinh sáng bóng lại như mới, hãy tạo hỗn hợp nước nóng và nước rửa bát để rửa. Sau đó rửa lại bằng nước pha một chút giấm hoặc chanh và tráng lại bằng nước sạch. Cách 2, với các loại bình thủy tinh, hãy cho vào đó một ít gạo, nước sôi, đậy bình và lắc thật mạnh. Tiếp theo, đổ gạo ra và rửa lại với nước rửa bát. Sau đó tráng lại bằng nước sạch. Cách 3, dùng vài lát khoai tây cọ sạch bề mặt đồ thủy tinh. Tinh bột sẽ giúp làm sạch các vết bám bẩn. Rửa lại bằng nước rửa bát và tráng lại bằng nước sạch. Cách 4, với những đồ dùng có nhiều chi tiết cầu kỳ, chúng ta hãy cho kem đánh răng lên bằng chải, sau đó kỳ cọ bề mặt đồ thủy tinh và rửa lại bằng nước sạch. Các vết ố mờ sẽ nhanh chóng biến mất. Trời ơi, công nhận là cái lọ nó sáng bóng hẳn ra luôn đó anh Quý. Cái gì nữa? Đẹp quá à, anh giỏi ghê á, cái gì anh cũng biết hết trơn á, anh Quý là số 1. À Trâm nè, hôm nay sinh nhật em á, Quý tặng quà em rồi, thì anh cũng phải tặng quà em chứ. Anh tặng quà cho em nè. Rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Dạ. Anh có chuyện em phải đi rồi, anh đi nha. Khoan đã, đứng lại, trời mới tặng quà người ta mà đi đâu mà dọn mà vàng. Đứng lại chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Trâm à, kể từ giờ trở đi á, hai đứa mình chính thức quen nhau nha. Dạ. Gật đầu đi. Không được. Thấy chưa, Trâm gật đầu rồi kìa. Kể từ không giờ được. Trở đi, tao với Trâm là người yêu. Mắc gì không được. Tao không cho phép. Tao không đồng ý. Ủa tao Trâm quen nhau mắc gì mày không đồng ý. Trâm, có phải em đã từng nói với anh em chỉ một mình anh thôi đúng không? Dạ. I'm so getting calm and here to go. Holding you, holding you. Isn't you real? Có phải em đã từng nói nha, nếu như anh không buông tay em ra trước thì em sẽ không bao giờ buông tay anh ra được. Dạ. Ngày hôm nay anh sẽ không cho phép em buông tay anh lúc nào nữa đâu. Ủa là sao anh? Là làm bạn gái anh nha. Dạ, em đồng ý. Nhờ anh mà kế hoạch của tụi mình mới thành công như vậy đó. Cái gì? Có gì đâu trời. Thành công hả? Kế hoạch quá thành công. Hai người giấu tôi gì phải không? Giấu gì đâu. Mày dở trò phải không? Có diễn kịch thôi, có dở trò cái gì đâu. Mày Quỷ, Quỷ dở trò tao, mày dở trò. Em cảm ơn Quý. Em cảm ơn. Xin lỗi. Em cảm ơn anh Quý.